Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Hải Yến, phường Nguyên Bình và xã Hành Nhân. Ủy ban Nhân dân thị xã thông qua báo cáo về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn thị xã. Công an thị xã Nghi Sơn triển khai cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 3, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Quân khu 4 làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại khu cách ly tập trung của thị xã tại trạm y tế Hải Hòa. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã và lãnh đạo ngành y tế. Hiện nay, tại khu cách ly đang thực hiện việc cách ly 15 người từ vùng dịch về. Ngay khi tiếp nhận những người cách ly, đội ngũ cán bộ ngành y tế cũng như lực lượng quân đội được giao nhiệm vụ tham gia phòng chống dịch, luôn có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, luôn chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch, đón tiếp và phục vụ công dân vào cách ly tận tình chu đáo. Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tư lệnh Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Quân khu 4, ghi nhận và biểu dương công tác lãnh đạo chủ động, tích cực của lực lượng phòng chống dịch COVID-19 thị xã, nhất là lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực cách ly, đồng thời đề nghị thị xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội. Ngày 11 tháng 3, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn, Phó Trưởng ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thị xã đã kiểm tra về tình hình triển khai và tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Hải Yến, phường Nguyên Bình và xã Hải Nhân. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã và đại diện các ban xây dựng Đảng Thị ủy. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của xã Hải Yến, phường Nguyên Bình và xã Hải Nhân, đến nay việc triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đang đảm bảo đúng tiến độ. Ban chỉ đạo bầu cử và Ủy ban bầu cử 3 xã phường đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, bảo đảm trình tự các bước, các mốc thời gian theo đúng luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Ủy ban bầu cử 3 xã phường đã tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của thị xã đến cơ sở kịp thời, đúng quy định. Đối với xã Hải Yến, được bầu 25 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, kết quả giới thiệu người ứng cử chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ 2 là 63 đại biểu. Đối với xã Hải Nhân, được bầu 26 đại biểu, kết quả giới thiệu ứng cử chuẩn bị cho hiệp thương lần thứ 2 là 67 đại biểu. Đối với phường Nguyên Bình, được bầu 21 đại biểu, kết quả giới thiệu ứng cử cho hiệp thương lần thứ 2 là 52 đại biểu. Sau khi nghe đại diện Ban chỉ đạo bầu cử của 3 xã phường báo cáo tiến độ thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn và ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghi Sơn, Phó trưởng Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thị xã Nghi Sơn đã đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo nghiêm túc, chặt chẽ, đúng tiến độ, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và của thị xã về công tác chuẩn bị bầu cử của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử xã Hải Yến, phường Nguyên Bình và xã Hải Nhân. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử 3 xã phường cần bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, nhất là văn bản chỉ đạo trực tiếp của Thị ủy, Ủy ban bầu cử thị xã. Trên cơ sở đó, tập trung lãnh đạo chỉ đạo bầu cử đúng quy trình, quy định, không sai sót. Các khó khăn vướng mắc cần báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử thị xã. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên trong Ban chỉ đạo thường xuyên đi cơ sở bám sát địa bàn thôn, tổ dân phố và có kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai thực hiện,
làm tốt công tác tiếp nhận đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định, chuẩn bị các điều kiện cho hội nghị hiệp thương lần thứ hai, làm tốt công tác thẩm tra lý lịch của người tham gia ứng cử, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là trong thời gian trước, trong và sau cuộc bầu cử. Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Phó trưởng Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thị xã Nghi Sơn yêu cầu các xã Hải Yến, Hải Nhân và phường Nguyên Bình cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về bầu cử để ngày 23 tháng 5 năm 2021 thực sự là ngày hội của toàn dân. Ngày 9 tháng 3, đoàn công tác của Thường trực Thị ủy Nghi Sơn do đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ và lãnh đạo chủ chốt của xã Cát Sơn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo các ngành đoàn thể thị xã. Trong năm 2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền thị xã, sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, xã Cát Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 6,7%, tổng sản lượng cây có hạt đạt trên 7.000 tấn. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng được thực hiện tốt. Văn hóa xã hội được quan tâm, xã đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền các sự kiện quan trọng của quê hương đất nước, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. An sinh xã hội được chăm lo, đời sống nhân dân được nâng lên, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm. Đảng bộ đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 32, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và thị xã. Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo các ngành của thị xã đều đánh giá Cát Sơn là xã mới thực hiện sáp nhập giữa xã Hùng Sơn và xã Cát Sơn thành xã Cát Sơn mới. Sau sáp nhập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã đoàn kết năng động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2020. Để xã Cát Sơn hoàn thành 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo các ngành của thị xã đề nghị Đảng bộ cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, đoàn thể, các đồng chí thành viên trong ban chỉ đạo, đồng thời phát động các phong trào thi đua trong xây dựng nông thôn mới đến đoàn viên, hội viên và nhân dân. Bên cạnh đó cũng cần chuẩn bị tốt các điều kiện cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị từ xã đến các thôn đồng lòng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng năm 2020. Về nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã nhấn mạnh, ngoài nhiệm vụ thường xuyên là tập trung phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh và chuẩn bị các điều kiện cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, thì nhiệm vụ trọng tâm đó là hoàn thành 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã nhấn mạnh. Để hoàn thành cái nhiệm vụ năm nay, thì thứ nhất là đối với xã Cát Sơn, thì các đồng chí phải tập trung cao hơn nữa trong lãnh đạo chỉ đạo và làm tốt công tác tuyên truyền để người dân thấu hiểu, người dân nắm rõ. Nhưng người dân muốn thấu hiểu, người dân muốn ủng hộ nắm rõ thì địa phương và thị xã cũng phải có cái sự hỗ trợ ủng hộ để người dân nhận thức rằng đây là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị, trong đó người dân là đơn vị. Và chúng ta phải thống nhất một cái nội dung là tháng 6 năm 2021 chúng ta phải hoàn thành. Cái thứ hai ấy, là trên cơ sở nghị quyết của Đảng ủy rồi, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị phải tập trung vào tuyên truyền đến cán bộ và đảng viên và nhân dân. Ủy ban nhân dân xã phải ra soát lại toàn bộ các chỉ tiêu mà còn thiếu mà phải đầu tư để khẩn trương thực hiện các cái bước có liên quan đến đầu tư. Trên cơ sở các tiêu chí còn thiếu là phải khẩn trương xây dựng dự toán
thiết kế các công trình hạng mục và đầu tư để triển khai thực hiện và kiến nghị với thị xã hỗ trợ đối với các ngành đoàn thể cấp huyện, cấp thị xã. Thì trên cơ sở nhiệm vụ được giao, tôi đề nghị các đoàn thể là phối hợp với các tổ chức, với xã tập trung tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền vận động để đảng bộ và nhân dân xã tổ chức thực hiện cái nhiệm vụ. Trong đó là các đoàn thể cần xây dựng những kế hoạch thực hiện tại xã và gửi cho thường trực qua văn phòng thị ủy để tổ chức thực hiện. Với tinh thần sáng tạo, đoàn kết, kỷ cương và trách nhiệm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, cán bộ chủ chốt, trưởng các đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng các thôn trên địa bàn cần có quyết tâm cao để thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã sẽ quan tâm thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo cũng như hỗ trợ về nguồn lực để địa phương thực hiện, phấn đấu xã Cát Sơn hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong 6 tháng đầu năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã tổ chức hội nghị thông qua các dự thảo, báo cáo về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên đất và Môi trường thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đơn vị thực hiện dự án trình bày quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn. Theo đó, thị xã Nghi Sơn hiện có tổng diện tích tự nhiên gần 45.561 ha. Hiện trạng sử dụng đất đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 là 31.150 ha đất nông nghiệp. Đất phi nông nghiệp là 13.587 ha và 824 ha đất chưa sử dụng. Năm 2021, diện tích đất nông nghiệp dự báo sẽ giảm 1.952 ha xuống còn 29.198 ha. Diện tích đất phi nông nghiệp tăng 2.095 ha lên 15.682 ha và trong giai đoạn 2021-2030, dự báo kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thị xã có nhiều thay đổi. Theo đó, diện tích đất dành cho sản xuất nông nghiệp giảm xuống còn 21.427 ha, giảm 9.723 ha. Đất phi nông nghiệp tăng lên 23.458 ha và diện tích đất chưa sử dụng giảm còn 676 ha do quá trình phát triển của khu kinh tế Nghi Sơn. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận đóng góp vào các nội dung Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên đất và Môi trường chưa đề cập hoặc đề cập các dự án nhưng chưa chi tiết để quy hoạch sớm được hoàn thiện. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn để hoàn thiện quy hoạch, trong đó cần bám sát quyết định số 1699 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Quyết định 2208 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phê duyệt quy hoạch chung đô thị Nghi Sơn đến năm 2035 và các quyết định về lập quy hoạch phân khu các khu đô thị của thị xã. Đơn vị tư vấn cần cập nhật chính xác diện tích đất. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định trên bản đồ hiện trạng cần sắp xếp các dự án theo khu vực, trong đó phải thể hiện được các dự án liên quan đến các xã phường. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đề nghị cần bổ sung diện tích sử dụng đất tại xã Thanh Thủy thêm 40 ha, xã Thanh Sơn 30 ha chuyển từ đất lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản và xác định vị trí diện tích xây dựng trung tâm văn hóa thông tin thể thao và du lịch thị xã, mở rộng các nhà văn hóa tại các thôn tổ dân phố, hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất của thị xã Nghi Sơn trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ Công an về triển khai thực hiện việc cấp và quản lý căn cước công dân, từ ngày 23 tháng 1 năm 2021, Công an thị xã Nghi Sơn tiến hành nhận hồ sơ và hỗ trợ việc cấp đổi căn cước công dân có gắn chip điện tử.
Để hoàn thành kế hoạch theo đúng lộ trình đề ra, Công an thị xã Nghi Sơn đã thành lập các tổ cấp thẻ căn cước công dân lưu động tại các cơ quan, đơn vị, trường học, ủy ban nhân dân các xã, phường, các thôn, tổ dân phố. Đồng thời tiếp tục duy trì tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân cố định tại trụ sở đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội từ 6 giờ sáng đến 23 giờ đêm, không kể ngày thứ bảy và chủ nhật. Theo quy trình, người dân đến chỉ cần xuất trình chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu để cán bộ công an đối chiếu thông tin có trong cơ sở dữ liệu dân cư đã thu thập trước đó. Sau khi xác định các thông tin trùng khớp, công dân sẽ được lấy mẫu vân tay, chụp ảnh chân dung. Các thủ tục cấp căn cước công dân được thực hiện đơn giản, nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Thực hiện cái quản lý hành chính hộ khẩu bằng căn cước công dân gắn chip điện tử. Vấn đề này thì với công dân chúng tôi cũng qua đọc báo, nghe đài thì thời gian gần đây cũng đã được nghe, nhưng chính thức là cho đến hôm nay thì được cán bộ tổ dân phố phường thông báo đến các đối tượng làm ưu tiên đợt đầu. Thế thì khi bản thân được về đây làm thì có một vài cái cảm nhận thấy thế là đối với công an thị xã rồi cái đội quản lý hành chính rất là nhiệt tình, hướng dẫn chỉ bảo niềm nở bà con. Công an thị xã Nghi Sơn phấn đấu hoàn thành cấp thẻ căn cước công dân cho công dân trên địa bàn thị xã trước ngày 1 tháng 7 năm 2021 theo đúng lộ trình đề ra của Bộ Công an. Riêng với địa bàn thị xã Nghi Sơn thì đến qua cái điều tra cơ bản thì có 211.825 người dân phải làm căn cước trong cái dịp này. Thì với cái lượng làm căn cước nhiều như vậy thì lực lượng công an thị xã Nghi Sơn đã phải phân ca phân kíp chia thành 2 kíp 4 ca để thực hiện từ 6 giờ sáng đến 23 giờ đêm đi làm lưu động với các xã và làm cố định tại trụ sở công an thị xã Nghi Sơn với phương châm làm hết việc, không làm hết giờ vì nhân dân phục vụ. Việc cấp và quản lý căn cước công dân giúp hoàn thiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời giúp cho các cơ quan quản lý nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân. Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2021. Vì vậy, công tác chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng này luôn được phường Tĩnh Hải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Theo đó, phường đã thành lập Ban chỉ đạo bầu cử và Ủy ban bầu cử, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên triển khai thực hiện các nhiệm vụ của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm trình tự các bước, các mốc thời gian theo đúng luật bầu cử, hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, ấn định số đơn vị bầu cử là 6 đơn vị, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân phường nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là 21 đại biểu. Cùng với đó, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được phường chỉ đạo triển khai trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Để ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021 diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, thời gian tới, phường Tĩnh Hải tiếp tục bám sát các kế hoạch chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thị xã để lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt công tác bầu cử. Thực hiện công tác lãnh đạo chỉ đạo về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp của thị ủy Nghi Sơn, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Tĩnh Hải đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, ban hành các văn bản, lãnh đạo chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của luật. Và trong thời gian tới là Đảng ủy, Ban chỉ đạo công tác bầu cử, rồi Ủy ban bầu cử phường Tĩnh Hải tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện đầy đủ các bước quy trình tiếp theo đảm bảo trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp
tại địa phương đảm bảo đúng luật, đúng quy định. Ngoài ra, trong thời gian tới là nhiệm vụ quan trọng trong công tác phục vụ cho công tác bầu cử thành công, đó là công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng và ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Vụ chiêm xuân năm 2021, thị xã Nghi Sơn đã gieo trồng được 9.150 ha trên 9.200 ha, đạt 99,5% kế hoạch. Trong đó, lúa 4.650 ha, lạc 2.300 ha, ngô 500 ha, khoai lang 530 ha, diện tích các cây rau đậu 495 ha và cây trồng khác 675 ha. Nhờ thời tiết thuận lợi nên hầu hết diện tích cây trồng đang sinh trưởng phát triển tốt. Để đảm bảo diện tích, năng suất, sản lượng đạt theo kế hoạch đề ra, thị xã đang chỉ đạo các xã phường tăng cường chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng, đặc biệt là bệnh đạo ôn trên cây lúa và chuột gây hại, triển khai trồng các cây rau màu khác trong khung thời vụ. Trong thời gian từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 3 năm 2021, trên địa bàn thị xã Nghi Sơn xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người, hư hỏng 4 xe ô tô và 1 xe máy. Trong thời gian này, đội cảnh sát giao thông công an thị xã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và lập biên bản 281 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Trong đó nổi cộm lên vẫn là các lỗi không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, chở hàng quá tải trọng, tước giấy phép lái xe 4 trường hợp, tạm giữ phương tiện 10 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước hơn 100 triệu đồng. Chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.